Đây là những con giáp tình tiền đỏ thắm như son trong ngày 22 tháng 2 âm lịch ngày giáp ngọ. Trời sinh những con giáp này là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng. Chính vì thế mà vào ngày 22 tháng 2 âm lịch thì mọi sự cố gắng của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Công việc thì thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ và trợ lực các bạn cũng sẽ gì gặp được những người hảo duyên, à, cuộc sống của các bạn từ nay trở đi sẽ vô cùng là hạnh phúc. đặc biệt đây cũng là cái thời điểm vàng để các bạn mở rộng cái mối quan hệ của mình, từ đó sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc và sự nghiệp trong tương lai. À, một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. À, như quý vị đã biết ngày 22 tháng 2 âm lịch nó là ngày giáp ngọ, chúng ta cục diện đầu tiên là ngọ mùi nhị hợp. Vì thế những người tuổi mùi sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay Những người tuổi mùi được cục diện là ngọ mùi là nhị hợp Lại được cục diện là gì? Ngọ hỏa xích như mùi thổ Vậy nên những người tuổi mùi còn độc thân ấy, Thì biết được đâu là cái nơi mà trái tim mình thuộc về Con gian này cũng không nghề hề mà ngần ngại bày tỏ cái tình cảm của mình với mọi người xung quanh Cái sự chân thành của các bạn át hẳn sẽ khiến cho đối phương vô cùng là cảm động à, trong thời gian này với các cặp đôi ấy, với những người đã có gia đình ấy, thì quan hệ giữa hai người ngày càng được dần gắn kết sau những cái dạn nứt trước đây. À, các bạn biết trân trọng những cái gì mà mình suýt mất nên là gì? Vô cùng là trân trọng cái nửa kia. À, ngược lại thì nửa kia cũng tìm cách thấu hiểu các bạn nhiều hơn. Ở à, trong ngày hôm nay lại có gì chính tài nó trợ mệnh nên cái chuyện tài lộc của những người tuổi tuổi mùi ấy, cũng có nhiều cái điểm sáng đáng kể. Các bạn chăm chỉ trong suốt thời gian qua nên là hiển nhiên cũng sẽ nhận được cái phần thưởng xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. ở cấp trên cũng sẵn sàng chuyển thêm động lực và nhiệt huyết cho các bạn. thì ngoài ra ấy, những con dâm này cũng nên chú ý đến cái sức khỏe của mình nhiều hơn trong cái ngày hôm nay. À, có thể các bạn sẽ bận rộn với công việc và gì ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt thì kém điều độ nên nó cũng sẽ gây ra những cái tổn thất nhất định đến sức khỏe. vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam học quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng lưỡi được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tóc hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi dần những người tuổi dần được cục diện là dần ngọ tuất là tam hợp. Nói chung ở trong ngày hôm nay thì những người tuổi dần sẽ nhanh chóng gặt hái được cái thành công dưới cái sự thúc đẩy của cục diện tam hợp dần ngọ tuất. À, quý vị sẽ không còn gặp phải những khó khăn và dù có khó khăn đi chăng nữa thì xung quanh những người tuổi dần ấy, cũng gì không thiếu những người chủ động giang tay ra giúp đỡ. Công việc của những người tuổi dần cũng có những cái điểm sáng rõ rệt trong ngày hôm nay. Các bạn dần đạt được những cái mục tiêu đã đặt ra trong cái tương lai à, thậm chí còn có người còn tìm ra được định hướng phù hợp hơn đối với mình lại có cục diện tam hợp đó giúp sức nên là những người tuổi dần sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao khá là hài hòa đồng nghiệp bạn bè thì luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mà các bạn gặp khó khăn thậm chí còn được giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội giúp cho các bạn khẳng định được cái vị thế của bản thân mình với những người làm công ăn lương khi mà các bạn được phân công phụ trách những cái trọng trách những nhiệm vụ quan trọng ấy, thì các bạn cũng đừng vội từ chối, hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể các bạn sẽ phát hiện ra những cái điểm mạnh mới của mình và tìm ra cái hướng phát triển mới trong tương lai. Ở trong thời gian này với những người mà tham gia vào thiết cử ấy, cũng sẽ hứa hẹn gặt hái được nhiều cái thành công nhất định. Thêm nữa lại được cục diện ngũ hành mộc hỏa tương sinh. Nói chung ấy. Những cái thành tích xuất sắc trong công việc cũng sẽ giúp cho những người tuổi tuổi dần ấy nói chung có thêm một cái điểm cộng trở thành những người nổi bật hơn hẳn trong tập thể. Nhiều đối tượng ngưỡng mộ và thật lòng muốn giữ cái mối quan hệ với các bạn. À, vậy nên quý vị hãy cho những người mà bạn có thiện cảm một cơ hội nhé. À, và để gia tăng cái vận may về tình cảm cũng như là tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không khác. Đó chính là những người tuổi tuất. Quý vị thân mến, những người tuổi tuất có thể gì đón nhận nhiều cái tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp trong ngày hôm nay dưới cái sự phù trợ của cầu diện tam hợp thì các bạn cũng gặp được nhiều cái yếu tố thuận lợi khiến các bạn bắt tay vào làm việc gì cũng được suôn sẻ hơn những người khác bên cạnh đó lại được thần tài ghé thăm ban phúc vậy nên những người tuổi tuất nói chung là cũng không cần phải lo lắng nhiều được cái chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay à, nhiều cái khoản đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó bỗng nhiên sinh lời khiến cho các bạn cảm thấy vô cùng là mừng rỡ những người buôn bán làm ăn thì biết phát huy cái thế mạnh của mình nên là sẽ nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường à, các bạn cũng nhận được cái sự tin cậy của khách hàng nên là đơn hàng lúc nào cũng gì về một cách tấp nập cái sự bận rộn cũng đem lại cho các bạn một cái khoản tiền khá là rủng rỉnh trong ngày hôm nay bên cạnh đó ở trong ngày hôm nay lại được cục diện là ngũ hành tương sinh vậy nên cái đường tình duyên của những người tuổi những người tuổi tuất cũng khá là hanh thông thuận lợi nhờ thế mà những cái mâu thuẫn trong gia đình cũng dần dần được hóa giải Tình yêu sẽ thăng hoa sau những cái xung đột. Các bạn và người ấy cũng sẽ dần dần bao dung và thấu hiểu nhau nhiều hơn. À tiếc rằng trong thời gian này thì tình hình sức khỏe của những người tuổi tuất, nói chung là có dấu hiệu bị suy giảm. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi khiến cho các bạn quên mất cái chuyện là quan tâm đến cơ thể của chính mình. À, do đó, dù đang ở bất cứ cái độ tuổi nào thì các bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi mà tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc đặc biệt là công việc chân tay. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ ba. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ tư không ai khác thì đó chính là những người tuổi Thìn. À, quý vị thân mến, nói chung ấy, trong ngày 22 tháng 2 lịch ngày giáp Ngọ này thì được thiên tài nó trợ vận. Vậy nên những người tuổi Thìn có thể thu được một cái khoản tiền bội thu trong ngày hôm nay. Đặc biệt, à, nếu như các bạn chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái thì đây là lúc các bạn hưởng những cái thành quả về mình. Một số người sẽ có cơ hội phát tài bất ngờ vào ngày hôm nay nếu như mà tham gia mua một tờ vé số đấy, hoặc là bốc thăm trúng thưởng quý vị hãy có cách sử dụng khoản tiền đó một cách thật hợp lý không nên tiêu xài hoang phí kiểu cuối cùng lại gì của thiên trả địa mà thôi nếu cái kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên gì cần phải là gì chuẩn bị kỹ lưỡng chọn giờ tốt để đi để gì may mắn nó được tăng thêm bội phần nó giúp gì đem lại cho các bạn nhiều cái may mắn giúp công việc của các bạn gặp thuận lợi hanh thông đó vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ tư Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ. Những người tuổi tỵ thì được cục diện là tỵ ngọ mùi là tam hội. Nhờ có cục diện tam hội nó giúp sức nó thúc đẩy. Vậy nên những người tuổi tỵ sẽ dễ dàng hòa nhập được với tập thể. À, dù các bạn có bước chân vào cái môi trường mới đi chăng nữa, thì các bạn cũng không quá bỡ ngỡ mà nhanh chóng bắt kịp với xu thế cũng như là với mọi người xung quanh. Những người làm kinh doanh buôn bán thì cũng làm quen được với những đối tác, những khách hàng để triển vọng. À, bản mệnh nên gì nhanh chóng hợp tác với những cái đối 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 phương để có thể gì đi trước đối thủ và thu được một khoản lợi nhuận khiến cho ai đấy đều phải ngưỡng mộ à, bên cạnh đó cái tài vận của những người tuổi tỵ cũng vượng lên trông thấy nói chung ấy, cả thu nhập chính và phụ thì đều gia tăng ngoài công việc chính thì những người tuổi tỵ còn sắp xếp thời gian làm thêm cái nguồn thu nó đến từ nhiều phía tiền bạc thì dùng dính chi tiêu không phải căn ke quá nhiều bên cạnh đó trong ngày hôm nay cũng thích hợp để đầu tư xây dựng cái hệ thống kinh doanh. À, tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, quá trình thực hiện có thể gặp phải một chút cái trục trặc về thủ tục giấy tờ. Nhưng nhờ có cắt tinh nó soi chiếu, mà những người tuổi tỵ sẽ nhanh trí xử lý cuối cùng đâu sẽ vào đó, kết quả vô cùng là mãn nguyện. À, trong thời gian này thì nợ nần cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Các bạn hoàn toàn có đủ cái năng lực để trả nợ. Nếu có ai đó mà đang vay mượn tiền của các bạn ấy thì họ cũng sẽ tự động mang trả không mất thời gian phải đòi cũng như là gì? không mất công sức để thúc giục vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay đấy thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân à, thưa quý vị nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì những người tuổi thân sẽ có các tinh độ mệnh nên là có nhiều cái cơ hội thuận lợi cho cái việc theo đuổi cái sự nghiệp của mình hôm nay có thể các bạn sẽ gặt hái được nhiều cái cơ hội từ các mối quan hệ đồng thời cái năng lực của các bạn cũng ngày càng được nhìn nhận và đánh giá một cách xứng đáng hơn. Nếu mà duy trì được ở cái phong độ hiện tại, cái cơ hội thăng tiến cũng đang ở ngay trước mắt những người tuổi thân. Chỉ cần con giáp này cố gắng, nỗ lực hơn nữa và biết phát huy sở trường của mình ấy, thì chắc chắn sẽ giành được nhiều cái thành tựu đáng kể. Thì đây cũng chính là cái bước đà để những người tuổi thân ấy, phát triển hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn. À xong, rất tiếc là cái vận trình tình cảm có thể sẽ không được tốt lắm là gì đôi khi nó làm giảm cái niềm vui trong cái thời gian này à, cục diện hỏa kim tương khắc à, trong chuyện tình cảm thì con giáp này không biết tiết chế cái cảm xúc của mình khiến cho đối phương cảm thấy là gì nghẹt thở trong chính cái mối quan hệ hiện tại của mình bản mệnh hãy để cho người ấy có cái khoảng thời gian và không gian riêng cho mình à, thưa quý vị như vậy là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ sáu À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, đó là những tuổi sau. Một là tuổi mùi, hai tuổi dần, ba tuổi tuất, bốn tuổi thìn, năm tuổi tỵ, sáu tuổi thân. Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.